nữ đại gia Thành Đạt tìm PT tại gia với mong muốn lấy lại sức khỏe, vóc dáng. Chị đừng có làm sát quá nó rác lắm. Chị nằm dài hả em? Nhưng ngoài phục vụ cuộc sống, mặt trái về gym vẫn luôn còn tồn tại. Với những dục vọng cá nhân, lòng tham, tiền bạc. Mẹ em nói là nếu như mà anh qua được á, thì tiền giờ ngày hôm nay sẽ tăng gấp 3 lần đó anh. Cái gì? Gấp 3 hả? Phá vỡ đi hạnh phúc gia đình. Có phải là bà hay đi công tác, cho nên á mẹ cố tình thuê PT về á để làm phi công trẻ cho mẹ đúng không? Đây cũng là thử thách mà một chàng PT chân chính cần phải vượt qua. Ôi, Hương, trời ơi. Hôm nay á, tao nói có việc, đi ngang nhớ bà quá nên ghé vô thăm nè. À, Nam nhớ tôi hả? Mà công nhận nha, dạo sao? Này trời đất ơi, da trắng, ngực nở, mông to, trời đẹp ơi. Dữ ta. Có bạn tập gym mà. Tôi nói nè, tôi quên. Tôi mở cả một cái trung tâm phòng bao nhiêu chi nhánh mà bà không tới. Tại vì tôi lu bu công việc quá, với lại chỗ đông người tôi ngại lắm. Sao mà ngại? Tôi nói nè, nè. Bây giờ bà ngại chỗ đông người phải không? Ừ. Tập tại gia đi. Có PT đến tận nhà mua kèm một. Có luôn hả? Có chứ sao không có, không biết hả? Không, tôi đâu bao giờ đi tập mấy nè, cái đó đâu tôi nè. Biết. Tôi có thằng bé PT này. Dễ thương, đẹp dài lắm. Hôm nào sao không đấy. Nhiệt tình lắm, đảm bảo tập là ra hiệu quả. Kết quả liền. Vậy hả? Ừ. Vậy bà giới thiệu nói cho tôi đi. Ừ, giới thiệu nha. Nè, ngoắc một cái đi. Từ tôi hẹn với nó, bữa nào hẹn với nó qua nhà bà nha. Tốt nha, ok nè. Nha. Anh này, mới mua bộ mỹ phẩm hay lắm. Vào đây chỉ cho. Vậy hả? Ừ, vào đây đi. Wow. Nhà này bự dữ người ta. Phải ráng vô cái hợp đồng này mới được. Mới có đủ tiền trả góp. Cái xe này mới lấy nè. Được cái là miễn phí trả góp 2 năm liên tiếp. Ông trời không bạc đãi ta. Cố lên. Số nhà 113 luôn. Ủa, nhà có gắn camera nữa. Ghê không? Công nhận nhà giàu rồi. Công nghệ mới, công nghệ mới. Cái chuông đâu trời? Cái này cái chuông luôn á hả? Cái mẹ ra đó. Ai đó? Dạ cho em hỏi, có phải nhà chị Chi không à? Ờ, chị nè. Dạ em là PT, em được chị Hương Trần bên THOL á giới thiệu em qua em dạy cho chị. Vậy hả? Dạ. Vậy em vô nhà đi. Dạ, cảm ơn chị. Vô đi em. Dạ, cảm ơn chị. Mai, đi lên lầu ngồi đi con. Mẹ, ai vậy mẹ? Khách của mẹ, đi lên phòng đi. Đi đi. Con đang đợi bạn của con tới. Rồi con xin đợi bạn con tới, ngồi... chừng nào bạn tới thì xuống đi lên lầu để mẹ tiếp khách cái con này. Mẹ. Cái con nữa. Thưa mẹ con đi. Ừ, đi đi. Anh đi. Ơi, em đi nha. Trời ơi, cái con này. À, em thông cảm con gái chị. Dạ dạ không sao chị ơi. Nó hơi vô duyên xíu. Dạ không sao chứ thương mà chị. Ủa em làm PT lâu chưa? Dạ em thì em tập hơn 10 năm rồi. Nhưng mà em làm PT tại gia mới có 2 năm thôi. Còn em làm PT ở chỗ chị Hương Trần á, THOL á là 5 năm rồi. Dạ. Hèn chi tướng tá ngon dữ ha. Nghe mà chị. Chị cũng có nghe chị Hương Trần giới thiệu rồi. Dạ. Chị cũng có tuổi cho nên là cũng muốn tập cái gì đó cho có sức khỏe hơn. Dạ. Chứ ở nhà miết rồi chồng chị thì đi công tác đó, cho dạ. Nên là chị cũng buồn. Không biết là em thấy chị tập được không em? Rồi cái nhà bự vậy mà chị ở con mình thôi hả chị? Ừ.
phải vậy. Vậy là chị chọn gym là đúng rồi, cái tuổi của chị tập gym là đúng, mấy cái yoga nó măng thua đâu. Đó, chị mà ra thấy mấy con nhỏ nó phát tờ rơi á, nó chơi cái gì vậy? À, cảm ơn em. Mẹ này người ta đến không chà cũng nước, mẹ không quên luôn. Chị sơ sót, chị xin lỗi. Không sao. Vậy thôi, lên mẹ cảm ơn nha. Lên lên phòng đi con. Dạ, bệnh của em bệnh chuyên môn, đụng tới chuyên môn là em nói cũng nhiều lắm chị. Dạ em. Ờ rồi em nói tiếp đi em. Dạ, yoga là không ăn thua nha. Yoga là chỉ kết hợp thôi. Cái chính là chị tập gym nó mới có sức khỏe. Rồi sau này chị đỡ bệnh nữa, chị đỡ bị loãng xương nữa. Nhưng mà chị nhớ ghé chỗ chị Hương á. Chị mua thực phẩm bổ sung xương khớp với vitamin uống thêm vô. Đó, rồi kết hợp với những cái bài tập đặc thù của em. Thiết kế dành riêng cho chị luôn. Nói chị muốn BT tại gia nha em, mà đúng rồi đó. Em sẽ mang cho chị một cái sức khỏe tuyệt vời, một thân hình hấp dẫn trên một cơ ngơi đồ sộ. Wow. Ủa đợi gì vậy? Ủa rồi tự nhiên nay sao xuyên đột xuất vậy? Chỗ mẹ đang tiếp khách mà con. Mẹ, mẹ thấy cái bàn dơ vậy không? Mà mẹ không cho con lau. Ôi, cái bàn dơ hồi nào? Cái con này chỗ mẹ đang tiếp khách mà mày làm gì? Em thông cảm nha. Đi vô. Mẹ, bàn dơ quá nè. Dơ cái gì đâu? Rồi, vô đây đủ rồi, đi vô. Trời ơi, tự nhiên bữa nay xuyên đột xuất vậy? Mẹ này. Mẹ trai gì hả? Con thấy cái bàn dơ mà mẹ trái gì? Đi vô. Mẹ này. Trời, tức tức. Em nói chị thấy cũng được á. Vậy em ngồi đây đi nha. Chị đi vô thay đồ á. Phòng tập á chị chuẩn bị rồi. Chị thay đồ rồi hai chị mình cùng tập nha. Dạ. Đợi chị lâu không? Dạ không sao chị ơi. Ừ, nghe Hương Trần nói là chị thiết kế nguyên cái phòng này dành cho hai chị em mình luôn á. Phòng quá đẹp luôn chị ơi. Công nhận chị chịu chơi thiệt á. Em thấy thoải mái không? Em thích lắm. Ủa em, rồi giờ tập gì trước giờ? Bây giờ mình khởi động trước chị. Mình khởi động cho nó căng cơ, cho nó không bị chấn thương. Chị ngồi như em hả? Để một chân lên, một chân dưới. Chân này đúng không? Đúng rồi đó chị, để chân lên. Hình như rập bể chị rồi đó. Dạ vậy thôi, vậy đổi chân đi chị. Chắc là lâu quá chị không tập, nó chưa quen. Em đau mình đỡ thấy khác được không em? Vậy thôi được rồi, cái này là dễ nhất luôn. Vậy bây giờ chị nằm ra đi là bảo đảm. Ê, cái thế này chị thích đó. Cái thế này dễ á. Cái thế này dễ lắm. Dạ. Vậy cái chân chị sao em? Thả lỏng đi chị. Thả lỏng đi. Ra hả? Không, chị thả lỏng lắm luôn em. Thả lỏng đi em, lo, thả lỏng đi chị. Đúng em, đúng không? Thả lỏng cái đùi gối nha. Mẹ. Con bé này vô không gõ cửa gì hết. Đi đâu đây? Con sợ mẹ với anh tập mệt, con đem nước lên. Ừ, mẹ cảm ơn. Mà không ngờ. Ngờ cái gì? Rồi sao tự nhiên lại đi chơi, vô phòng mẹ làm gì? Bạn con hủy hẹn. Con ra ngoài á. Đi, khóa cửa lại luôn nha. Dạ. 2 hours later. Anh về hả? Anh dạy xong cho mẹ em rồi, giờ anh về. Trời ơi, dạy xong lẹ quá vậy. Anh về sớm quá à. Anh mới bị bọn sale nó dụ mua cái xe trả góp. Bây giờ anh phải cài để anh trả góp. Anh đâu được như em đâu. Có ba mẹ giỏi quá trời. Cơ ngơi dạng người mê luôn. Anh chỉ muốn là sau này anh cố gắng anh phấn đấu được 1/10 như ba em là ok. Trời, anh nói vậy thôi chứ cỡ như anh á, anh gật đầu một cái thôi là mấy chuyện trả góp mình nó dẹt à. Em là dạo nó vậy thôi. Chứ anh cố gắng gần cái chục năm rồi mới mua được cái con xe trả góp cốc này thôi. Vậy à. Hả? Anh. Vậy anh có muốn làm con rể của ba em không? Trời, cái này ước còn được đó. Nhưng mà thôi em đừng có chọc anh nữa. Để anh về đi dạy đi. Anh về thiệt hả? Anh về thiệt hả? Sớm quá anh về anh dạy rồi ngày mai anh qua anh dạy tiếp cho má em nha. Mai qua đúng không? Mai anh qua. Nhưng mà nè, mai qua sớm nha. Rồi anh biết rồi, anh cố gắng. Ừ, bye bye. Anh về đi dạy đi. Ok, chị cẩn thận nha. Ừ.
Alo, anh Duy hả? Ờ, Duy PT tại gia nè, ai vậy? Dạ, em là bé Mai, con của mẹ Chi á anh. Hôm nay hình như anh có hẹn với mẹ em là qua tập PT đúng không anh? Không có em ơi, lộn rồi, ngày mai, bữa nay anh đi chỗ khác rồi. Ờ, vậy hả? À, tại vì mẹ em nói á, là hôm nay mẹ em hơi mệt mỏi á, thì không biết là anh có thể qua tập cho mẹ em được không? Để mẹ em tập yoga có thể thoải mái đầu óc hơn á. Thôi, vậy em nói mẹ em nghỉ ngơi đi, chứ bây giờ anh cũng kẹt rồi, không qua được đâu. À, vậy hả? Ờ, mẹ em nói là nếu như mà anh qua được á, thì tiền giờ ngày hôm nay sẽ tăng gấp 3 lần đó anh. Cái gì? Gấp 3 hả? Thiệt không? Dạ, thiệt mà. Ờ, cho nên thôi anh ráng sắp xếp qua tập cho mẹ em nha. À, nếu mà em nói vậy thôi, để anh cố gắng anh sắp xếp qua. Nhưng mà em nói với mẹ em á, ứng cho anh luôn được không? Anh tới ngày trả góp cái xe rồi. Dạ dạ, ok anh. Đã nói là qua gấp rồi mà sao bây giờ chưa qua nữa, thiệt tình á. Ủa anh đâu? À, hồi nãy á, mẹ em ngồi đây nè, đợi anh đến trễ quá. Mẹ em có điện thoại, hình như công việc gì gấp quá nên đi mất tiêu rồi. Bữa nay là ngày mẹ em không có lịch, mẹ em gọi cho anh gấp quá, anh bỏ công chuyện, anh chạy từ bên THL quận 12 qua đây. Nó kẹt xe muốn chết luôn, bây giờ tự nhiên mẹ em không có đây rồi, giờ anh đi dạy ai nữa. Thôi anh đừng giận, thì bây giờ không có mẹ thì anh dạy em nè, cũng giống nhau mà. Giống cái gì mà giống, mẹ em là lớn tuổi, mẹ em có kinh nghiệm, dễ tiếp thu. Mình cứ hợp đồng với mẹ em thôi. Anh dạy mẹ em hôm nay mấy ngày rồi thì mẹ em đã biết được động tác rồi, còn em bây giờ chưa biết cái gì cả. Thôi, anh nhìn nè, đúng là mẹ em lớn tuổi có kinh nghiệm, thì chắc gì mẹ có dẻo dai nè, có bền bỉ như em. Đôi khi á, sức trẻ của em vậy á, em học tiếp thu nhanh hơn mẹ á. Không tin anh dạy em thử đi. Nhưng mà anh sợ mẹ em biết lắm. Mẹ em còn kêu em học mà, anh nói gì? Thôi, đừng nói qua nói lại nữa. Đi vô, anh dạy em đi. Không được nói thì mẹ biết đâu nha. Hứa, hứa, mang kìa, mang cặp kìa. Cô lên. Từ từ em. Trời ơi, mệt quá, từ từ, anh sợ mẹ em biết quá à. Ờ, biết rồi, nhanh lên anh. Lo được thiệt không? Trời đất ơi, nhưng mẹ em đủ tuổi chưa? Cho anh coi chứng minh trước đi. Từ từ em. Mau lên anh, lẹ đi. Mau lên. Sợ mẹ em biết quá à. Nhưng mà em ơi, anh sợ mẹ em biết lắm á. Không sao đâu, mẹ em không biết đâu. Mẹ em đi công việc mà, tối mới về lận. Em khóa cửa chưa? Anh yên tâm đi, em lo được. À, đau quá anh ơi. Two hours later. Ủa, Duy, hôm nay không có lịch dạy mà em đi đâu vậy? Em á, em rất là quan tâm chị. Đó, ngày nào em cũng thói quen rồi. Em tới đây, nhưng mà em quên đó là bữa nay là không có lịch, em lộn. Thôi giờ em về, ngày mai em quay làm dạy chị sau nha. À vậy hả? Thôi nếu mà em lỡ tới rồi thì em vô luôn đi. Để chị vô chị thay bộ đồ rồi tập luôn. Lần sau em khỏi tới, em mắc công vậy em tới em về em cực nữa. Nhưng mà giờ nó chiều rồi. Em cũng hôm nay cũng hơi mệt, sợ dạy chị không được. Thôi ngày mai đi cho nó khỏe. Mệt chị. Hả? Nhà chị có nhiều thuốc tăng cường sức lực lắm. Uống vào là khỏe re liền à. Không sao đâu, đi. Chị? Không sao đâu, không uống vô cái. Không sao đâu em. Thuốc nó tốt lắm em, uống cái là tăng cường thuốc. Đi 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 đi. Sao? Hôm nay mệt chứ em? Mệt lả luôn á. Mà sướng không? Sướng không? Bữa nay mình làm 4 lần rồi đó em. Phê không? Dạ sướng. Nhìn anh bự vậy thôi, chứ anh khéo lắm. Mấy cái này nghề anh mà. Dạ. Rồi anh về nha. Dạ ok anh. Vậy nha. Mai anh lại tới nữa. Anh về cẩn thận nha. Rồi anh về nha. Dạ bye bye anh. Chị. Dạ em có lỗi với chị. Em nhắn tin chị sau nha. Duy! Cái gì đây? Hả? Sao mẹ? Mẹ không ngờ á, con ở nhà lại dám làm cái chuyện đòi bại như vậy luôn á. Có gì đâu mà đòi bại hả mẹ? Thì con 1, mẹ có 10 thôi, chứ thua gì đâu. Con nói cái gì hả? Cái gì 1 bà 10 hả? Mẹ với Duy không có gì hết. Nếu như mẹ trong trắng á, thì mẹ cũng không cần phải nói đâu. Mẹ khỏi phải giải thích nữa, con nghe hết rồi. Có phải là bà hay đi công tác, cho nên á mẹ cố tình thuê PT về á để làm phi công trẻ cho mẹ đúng không? Mẹ với Duy chỉ tập bình thường thôi. Nó sướng không chị? Thoải mái không chị? Em vô sâu nha. Nó. Chị. À rồi tha lỏng đi chị. Cứ thoải mái đi chị. Cứ thoải mái thể hiện đi.
thôi chị em mình tập tiếp nha em. Dạ dạ. Thôi giờ chị nằm ra mình tập bụng đi chị. À, tập bụng hả? Chị cứ nằm ra đi, xong rồi chị bật người dậy, chị chồm người dậy. Chồm thẳng người lên đúng không? Thôi để em giúp chị. À, để em giúp chị. À. Chị đừng có làm sát quá nó rác lắm. Chị nằm dài hả em? Chị cứ thẳng ra đi. À, nằm thẳng ra hả? À. Ai, gần xong rồi. À, rồi nghỉ mệt xíu đi chị, mình làm tiếp nha. Để em giúp chị. Rồi. Thấy chị thở vậy em thấy hạnh phúc quá. Mẹ không có gì hết á. Ngược lại là con đó. Nãy giờ mẹ đứng bên ngoài nghe con cũng rên rỉ hết. Mẹ nghe cái gì? Con không có sai, con có sợ đâu. Thôi, thôi để anh cầm cho. Rồi đưa cái tay cho anh nè. Rồi. Sao đúng không anh? Bẻ anh. À. À. Ráng 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 rồi, đi em. Đau 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 quá. Ráng đi mà. À. Đau đau quá anh. Đau hoài. À. Bây đau, giờ nó vô đau. Thì nó phải đau thôi chứ làm sao vậy? Đau quá anh ơi. Ráng đi. Thì nhẹ thôi anh. À. Anh ơi, chắc chuyển người khác có đâu anh ơi. Chuyển kiểu khác dạ. Hả? Thôi giờ đổi kiểu đi. Đổi kiểu anh. Trời ơi, nặng quá vậy anh. Ráng đi. À. 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 Đau 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 quá vậy anh. Ráng 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 đi. À. Đau gì đâu mà đau hoài vậy? Mệt chút xíu thôi chứ không sao đâu, ráng lên. Banh rộng ra, gian rộng ra. Căng, ráng đi. Căng ai mà chả phải đau. Anh ơi, anh thấy khác đi anh. Đau quá. Mỏi quá. Anh chỉ tập em đi. Khởi động đi. Khởi động đi để mình chuẩn bị. Khởi động. Quay tay. Mà khởi động sao? Quay tay. Quay tay hả? Mà đó giờ em chưa bao giờ quay tay luôn. Em đó. Chưa bao giờ quay tay hả? Dạ chưa. Anh chỉ quay tay đi. Rồi quay từ trước ra sao? Quay trước ra sao hả? À anh ơi, lần đầu của em á, anh nhẹ nhẹ tay thôi. À thì ra là con cũng tập PT giống như mẹ. Trời, chứ mẹ nghĩ gì sao? Đúng mẹ. Là con gái của mẹ. Mà tính ra mẹ thuê một đầu PT mà tập cho hai người lận. Tính ra là PT nào mà chả mê gái hả mẹ? Chứ sao, nhờ vậy á mà mẹ con mình mới có cái nhà to đùng vậy nè. Tính là PT ngu quá mẹ hả? Thôi hai mẹ con mình đi ăn cơm đi. Ăn đi. Mừng thằng đó ngu. Đi mẹ. Ủa Duy, ủa sao nay nhìn mệt vậy em? Dạ. Sao mệt vậy? Trời ơi, sau dịch cái phòng của chị nó VIP quá. Mấy khách mới tới đăng ký tập quá trời. Em phải dạy tăng ca. Chứ thêm cái nữa bà khách của chị á. Sao? Con nhỏ con gái bây giờ nó cũng muốn tập luôn. Bây giờ hai mẹ con bào em hơi ác chút xíu. Ủa? Thêm dạ. Nhỏ con gái nữa hả? Thì bé nó thấy tập thích quá, giờ nó đòi tập luôn. Ôi, chị không biết. Bữa nó nói với chị là nó chỉ có tập mình má thôi, không có tập cô con gái. Vậy là giờ thêm cô con gái nữa. Dạ. Thôi, để chị bảo nó cho. Bảo gì chị? Thì để bảo nó để gửi thêm tiền phí PT em dạy kèm cho cô con gái đúng không? Thôi thôi, không sao đâu chị ơi. Có sao một vậy? Nhà thôi mà. Ui, cái gì em cái em đó? Là fan cứng của anh Duy Nguyễn. Là PT là gì? Mang niềm vui đến cho mọi người. Bây giờ nó mê thích tập thể thao mà. Đâu có sao đâu. Em cực thêm chút xíu thôi nhưng mà đó là vui. Đó là cái nghề của em. Còn nếu mà chị không hiểu triết lý đó đó, chị hãy nghe bài Tình Anh PT của anh Duy Nguyễn đi nha. Em sống thôi. Thôi, cố gắng nghe. Dạ không sao đâu chị. Có gì chị bảo nó bồi dưỡng thêm nha. Cần, không lấy rồi. Cố gắng á. Trông sành quá. Gì vậy? Gì vậy? Làm gì vậy? Hai bộ. Làm gì vậy? Ngày xưa say bên nhau vàng, giờ đây cô đơn xót xa bẽ bàng. Không có cảm xúc luôn, cô đang lên. Cô đang lên. Cô đang lên mà rút ra cái nhỏ mất cảm xúc. Chưa trả được. Ngày đôi ta có nhau không rời. Trường bay xa như giấc mơ qua rồi. Nhỏ đang. Mong
Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.